Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, không khí lạnh đang tác động đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số khu vực ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 đã được ghi nhận. Mục báo tin tức thời tiết hôm nay 21 tháng 10 năm 2023 cho biết rằng miền Bắc đang trải qua thời tiết lạnh, có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C. Dự báo cho ngày 21 tháng 10 cho biết không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số vùng ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, tăng lên cấp 4, cấp 5 tại vùng ven biển, giật cấp 6, cấp 7. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 22, 10, các khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có đêm và sáng sớm lạnh, đặc biệt là các vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thường dao động từ 19 đến 22 độ C, trong khi các vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ dưới 14 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, thậm chí lúc nào còn đạt cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Dưới đây là tin tức thời tiết chi tiết từng vùng trên toàn quốc. Miền Bắc, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi nhiệt độ dưới 14 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nơi nào đó có thể thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Miền Trung, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, riêng ven biển có thể đạt cấp 4, 5, giật cấp 6, 7. Sáng và đêm trời lạnh, đặc biệt ở vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, các khu vực núi từ 18 đến 21 độ C. Nơi có độ cao cao nhiệt độ có thể xuống dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Miền Nam, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào nơi khác và có thể có dông. Gió từ Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nơi nào đó có thể thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.